Trước tiên, chúng ta dùng cài đầu hoặc kẹp tăm để giữ tóc cho khách hàng và dùng một chiếc khăn phủ vai để không làm dơ quần áo của khách hàng. Bước đầu tiên là cleansing milk. Dùng sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn hoặc trang điểm ở trên da. Tiếp theo, chúng ta sử dụng khăn mặt hay loại vải xài xong một lần rồi bỏ, đã được ngâm trong nước ấm. Peeling gel. Để có một kết quả tốt nhất, hãy chờ cho da mặt khô rồi mới sử dụng peeling gel. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ bôi lên trán, má, cằm và mũi. Chà thật nhẹ theo chuyển động vòng tròn. Peeling gel sẽ làm tróc đi lớp da chết, cho ta một làn da mới, sáng, mịn và rạng rỡ hơn. Sử dụng một miếng bông khô hoặc một miếng vải khô chùi đi phần da chết. Rửa sạch mặt với nước ấm một lần nữa. Bước tiếp theo là dùng toner. Hãy cẩn thận các ngón tay hoặc miếng bông, không cho chạm vào mép chai để giữ vệ sinh. Toner tẩy rửa da, chà theo chuyển động chiều lên để thắt chặt và săn chắc da. Bước cuối cùng là dùng Intensive Moisture. Chúng ta áp dụng kem dưỡng ẩm rồi massage tất cả toàn bộ khuôn mặt để cho khách một cảm giác tươi mới và thoải mái. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phần demo vừa rồi cùng với Lida và Khả Tú. Khả Tú xin kính chào tất cả quý vị. Sau đây xin mời tất cả quý vị theo dõi phần demo facial cùng với Lida. Illuminating facial. Trước tiên, dùng cleansing milk. Chúng ta sẽ dùng sữa rửa mặt để làm sạch da. Nhớ cẩn thận cắt móng tay ngắn để tránh làm cho khách hàng bị trầy xước. Rửa mặt sạch với khăn vải đã được ngâm trong nước ấm. Peeling gel. Bước tiếp theo là dùng peeling gel. Dùng peeling gel thoa lên trán, má, cằm và mũi theo chuyển động vòng tròn. Peeling gel chứa chiết xuất đu đủ để làm sạch các lỗ chân lông, giúp cho làn da được thở. Dùng vải khăn khô lau đi lớp bụi da chết bám trên khuôn mặt. Rửa sạch mặt bằng khăn vải đã được ngâm trong nước ấm. Nhớ lau cho sạch hết tất cả các lớp da chết đã được gỡ bỏ. Tiếp theo là dùng toner. Dùng toner để sử dụng chuyển động theo hướng đi lên để làm sạch làn da. Nhớ là sử dụng chuyển động lên để làm sạch da. Mud Max. Dùng gậy gỗ chích một lượng nhỏ bùn thoa lên mu bàn tay. Sau đó lấy chai xịt nước xịt lên bùn để làm mềm bùn thoa lên mặt được dễ dàng hơn. Áp dụng một lớp rất mỏng của Mud Max theo chuyển động lên. Chỉ dùng một lớp mỏng thoa lên mặt để khi mặt nạ khô lấy ra dễ dàng hơn. Lưu ý là tránh đi vùng mắt.
hãy giải thích cho khách hàng biết trước khi làm. Vì mết mát có một nồng độ cao của các khoáng chất sẽ làm cho da cảm thấy ngứa rát khi mặt nạ được đắp lên. Đặt hai miếng bông gòn vào mắt của khách hàng để giúp được thư giãn. Bấm đồng hồ 15 phút. Đúng 15 phút sau, rửa mặt bằng một miếng vải đã được ngâm trong nước ấm, lau mặt theo chuyển động lên trên. Đừng bao giờ kéo xuống, sẽ làm cho da bị trũng và chảy xệ. Cuối cùng là dùng Essential Moisture, dùng kem dưỡng ẩm Essential Moisture thoa lên toàn bộ khuôn mặt để giúp cho da được mịn màng và tươi tắn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phần demo vừa rồi cùng với Lida và Khả Tú. Khả Tú xin kính chào tất cả quý vị. Sau đây xin mời tất cả quý vị theo dõi phần demo facial cùng với Lida. Mineral Rich Facial. Trước tiên dùng Cleansing Milk. Đầu tiên áp dụng sữa rửa mặt lên một miếng bông gòn để làm sạch da. Sau đó rửa sạch mặt với một khăn mặt hay một miếng vải dùng một lần rồi bỏ. Khăn được ngâm trong một chén nước ấm để cảm giác dễ chịu. Peeling Gel. Đợi cho da thật khô rồi mới sử dụng Peeling Gel. Peeling Gel tẩy đi lớp da chết, giúp cho làn da được tỏa sáng. Thoa một lượng nhỏ lên trán, má, cằm và mũi. Chà nhẹ theo chuyển động vòng tròn. Dùng bông gòn khô để lấy đi những bụi bẩn và da chết. Rửa sạch mặt với nước ấm bằng một chiếc khăn vải hoặc khăn dùng một lần rồi bỏ. Bước tiếp theo là dùng toner. Khi sử dụng toner, nhớ đi theo chiều lên và đưa ra ngoài để giúp cho da được tăng chắc. M4 Mud Matte. Tiếp theo là thoa một lớp mỏng của Mud Matte M4 trên toàn bộ khuôn mặt, bao gồm cả vùng mắt. Chà nhẹ nhàng toàn bộ khuôn mặt theo chuyển động vòng tròn để tẩy đi da chết. Bấm đồng hồ 15 phút. Đúng 15 phút sau, dùng giấy tissue quấn quanh cục 500. Rồi dùng 500 để tẩy đi mặt nạ M4. Chạy 500 theo chuyển động đi lên trong từng phần của khuôn mặt. Thay đổi tissue nếu cần. Cứ chạy 500 theo chuyển động lên và làm liên tục vài lần để thắt chặt phần da trên khuôn mặt, giúp da được tăng chắc. Cuối cùng là moisture. Dùng moisture thoa lên toàn bộ khuôn mặt để giúp bảo vệ làn da và da được mịn màng.
Sau đây là hình before and after vùng E. Những vết nhăn trên trán sẽ được giảm bớt. Vùng B, mí mắt sẽ được nâng lên hơn. Vùng C, các túi ở dưới mắt sẽ biến mất. Vùng D, hai bên má sẽ được săn chắc. Vùng E, các vết nhăn khi cười sẽ được giảm. Vùng F, nếp nhăn ở mép môi cũng được giảm. Và toàn bộ khuôn mặt bây giờ đã được nâng lên một cách tự nhiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phần demo vừa rồi cùng với Lida và Khả Tú. Khả Tú xin kính chào tất cả quý vị. Sau đây xin mời tất cả quý vị theo dõi phần demo facial cùng với Lida. Age defying facial. Trước tiên dùng cleansing milk, dùng sữa rửa mặt để làm sạch với một miếng bông gòn để tẩy đi những bụi bẩn trên da cũng như make up. Nếu anh chị nào trong ngành nail nhớ lưu ý, kiểm tra thật kỹ móng tay để xem còn sót lại những da chết bột cặn còn sót lại bên dưới móng tay khi rửa móng tay và đắp bột cho khách. Dùng khăn lau mặt đã được ngâm trong nước ấm. Dùng loại khăn vải hoặc khăn xài một lần rồi bỏ. Tiếp theo là peeling gel, tẩy tế bào chết. Chỉ cần thoa một lượng nhỏ lên trán, má, cằm và mũi. Lưu ý là chờ cho khi da mặt khô mới cho ra được kết quả tốt nhất. Chà nhẹ theo chuyển động tròn. Peeling gel sẽ làm tróc lớp da chết cho ta một lớp da mới tươi sáng, khỏe mạnh. Sử dụng một miếng bông khô hoặc miếng vải khô để lau đi bụi da chết. Dùng khăn để che phần cổ. Để khi ta tẩy đi da chết sẽ rớt trên khăn và không làm dơ quần áo của khách hàng. Sau đó rửa sạch mặt bằng khăn đã được ngâm trong nước ấm. Tiếp theo là toner. Để có được hấp thụ tối đa và lợi ích của Recover Mask, nhớ sử dụng toner để chuẩn bị cho da. Recover Mask. Để kích hoạt nó, làm ấm gói Recover Mask với bàn tay của bạn cho đến khi nó được hòa tan. Khi đắp mặt nạ này, hãy nhớ nhắc nhở khách hàng không được nói chuyện hay làm bất cứ chuyển động gì trên khuôn mặt để cho ra kết quả tốt nhất. Bôi kem Recover Mask lên tất cả khuôn mặt bao gồm cả mí mắt. Chú ý nhiều hơn ở những đường lằn quanh vùng mắt và những đường lằn khi cười tạo ra vết nhăn. Xét thời gian là 15 phút. Đến 15 phút sau, đồng hồ sẽ báo. Sử dụng khăn đã được ngâm trong nước ấm để lau mặt nạ. Lau theo chiều lên và hướng ra hai bên. Đừng bao giờ kéo xuống, như thế da sẽ bị chảy xệ và bị trũng. Bước cuối cùng là chúng ta sử dụng loại kem dưỡng da Intensive Moisture. Thoa lên trán, má, cằm và mũi. Thoa theo chuyển động tròn cho đến khi thoa hết toàn bộ khuôn mặt. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phần demo vừa rồi cùng với Lida và Khả Tú. Secret Facial Basket. Chỉ cần có một Secret Facial Basket là ta có phương tiện để làm việc kiếm thêm thu nhập. Chiếc giỏ này có thể chứa đầy đủ tất cả những sản phẩm cần thiết của Secret để chúng ta có thể mang theo từ nơi này đến nơi khác. Trên mỗi lọ của sản phẩm nên dán tên lên mỗi nắp đậy để không tốn thời gian tìm kiếm lục lọi trong giỏ. Những thứ cần thiết để làm facial như là bông gòn, chén, đồng hồ báo giờ, cài đầu, kẹp tăm và gel sát trùng. Chúng ta có thể mua ở Dollar Tree, cần mua một cái lọ để đựng sát.
và bỏ tất cả những thứ xài xong vào cái lọ này để giữ vệ sinh, tạo cho khách hàng cảm giác an toàn. Mua một cái gương nhựa, đừng mua gương thường để tránh dễ vỡ. Mua loại khăn xài xong rồi bỏ vì tiện lợi và vệ sinh. Nên mua ở Sally Beauty Store vì nơi đây bán loại khăn dày hơn những nơi khác, rất dễ để cho chúng ta làm việc. Nếu anh chị nào có thẻ Sally Pro sẽ được giảm giá. Chiếc giỏ đựng sản phẩm này có thể tìm thấy ở Target. Ở Target, mua hai cái lọ loại có nắp đậy để đựng bông gòn và gậy gỗ. Nhớ là lọ có nắp để giữ vệ sinh là điều rất quan trọng đối với khách hàng. Như thế là ta đã có một chiếc giỏ với đầy đủ dụng cụ và sản phẩm cần thiết để làm facial, không tốn nhiều chi phí, rất đơn giản, tiện lợi cho việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Chỉ với chiếc giỏ này, chúng ta đã có một dịch vụ làm facial lưu động, có thêm thu nhập.